trăm. Ít thứ được còn nào rồi. Thường thì nó phải đi điện nó vô để xem ba có lấy không, có xin cho ít lấy mà điện bạn nhà ai có bạn xin thì ít nhà bạn ít có chị Hương á cây mặt tiền đâu mặt tiền mà chị ăn ăn tươi ấy.